gặp nhau, đó chính là duyên. Cuộc đời này mấy khi gặp được người thích như vậy, duyên đã đẹp đôi thế, nợ cùng sẽ có thôi. Vậy thì hãy nắm tay, mình cùng xây đắp tương lai. Em chờ ngày chi, đừng nhiều nghĩ suy. Gặp được người hiểu nhau, môi sẽ luôn nở nụ cười. Hãy nắm chặt tay anh, ngay từ giây phút này ta sẽ đi với nhau, phiêu du đến cuối chân trời. Ta sẽ yêu mãi yêu, rồi ta sẽ thương mãi thương. Hạnh phúc đó em sẽ mãi có, mọi gian khó cứ để anh lo. Trời đã ban duyên, kiếp này chẳng có kiếp sau, mình đừng lạc mất nhau nhé em. Ta sẽ yêu mãi yêu, rồi ta sẽ thương mãi thương. Anh xin hứa trọn đời sẽ nguyện mãi mãi chỉ có em thôi. Hạnh phúc trăm năm, pháo hồng ngày mình kết đôi, ta trọn vẹn chữ duyên nợ thôi. Duyên cuộc đời này mấy khi gặp được người thích như vậy, duyên đã đẹp đôi thế, nợ cùng sẽ có thôi. Vậy thì hãy nắm tay, mình cùng xây đắp tương lai. Em chờ ngày chi, đừng nhiều nghĩ suy. Gặp được người hiểu nhau, môi sẽ luôn nở nụ cười. Hãy nắm chặt tay anh, ngay từ giây phút này ta sẽ đi với nhau, phiêu du đến cuối chân trời. Ta sẽ yêu mãi yêu, rồi ta sẽ thương mãi thương. Hạnh phúc đó em sẽ mãi có, mọi gian khó cứ để anh lo. Trời đã ban duyên, kiếp này chẳng có kiếp sau, mình đừng lạc mất nhau nhé em. Ta sẽ yêu mãi yêu, rồi ta sẽ thương mãi thương. Anh xin hứa trọn đời sẽ nguyện mãi mãi chỉ có em thôi. Hạnh phúc trăm năm, pháo hồng ngày mình kết đôi, ta trọn vẹn chữ duyên nợ thôi. Ta sẽ yêu mãi yêu, rồi ta sẽ thương mãi thương. Hạnh phúc đó em sẽ mãi có, mọi gian khó cứ để anh lo. Trời đã ban duyên, kiếp này chẳng có kiếp sau, mình đừng lạc mất nhau nhé em. Ta sẽ yêu mãi yêu, rồi ta sẽ thương mãi thương. Anh xin hứa trọn đời sẽ nguyện mãi mãi chỉ có em thôi. Hạnh phúc trăm năm, pháo hồng ngày mình kết đôi, ta trọn vẹn chữ duyên nợ thôi. Hạnh phúc trăm năm, pháo hồng ngày mình kết đôi, ta trọn vẹn chữ duyên nợ thôi. Hạnh phúc trăm năm, pháo hồng ngày mình kết đôi, ta trọn vẹn chữ duyên nợ thôi. La 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 la. Ai cũng mong có một tình yêu, cũng mong được hạnh phúc giống như bao người. Tìm đâu ra một nửa yêu thương để có thể viết nên câu chuyện về tình yêu mà anh đã nghĩ suy bấy lâu. Anh chỉ cần những điều giản đơn, chẳng cần những gì xa hoa khi ta sống chung mái nhà. Dù ngày mai tương lai ra sao thì anh sẽ luôn luôn vì nhau để cho em có được tràn vẹn niềm hạnh phúc như lúc đầu. Và anh muốn bước tiếp cùng em đến nơi hạnh phúc muôn trùng. Và anh muốn là người đã đông dù đến sau những lá cuối cùng. Và em có biết không, anh đã sắp xếp tất cả. Chờ đến một ngày em nói đồng ý thì anh sẽ rước em về ngay. Và anh muốn lúc bây giờ đây có thể ôm em trong tay. Và người yêu ơi,
anh sẽ luôn luôn vì nhau để cho em có được trọn vẹn niềm hạnh phúc như lúc đầu. Và anh muốn bước đi tìm em đến nơi hạnh phúc muôn trùng, và anh muốn là người đã đông dù em sau những lá cuối cùng. Và em có biết không, anh đã sắp xếp tất cả, chờ đến một ngày em nói đồng ý thì anh sẽ rước em về ngay. Và anh muốn lúc bây giờ đây có thể ôm bên trong tay, và người yêu ơi em đâu hay, anh ước mong chỉ có thế này. Một phở hai con, ba lầu và bốn bánh, đến khi ngày tóc đã bạc trắng ta vẫn luôn thấy người. Dù cho có mưa giông hay bão tố đi qua, anh vẫn sẽ bên cạnh em không bao giờ để cách rời. Cầm bàn tay anh đi người ơi, dù cho bao gian nan đầy vơi thì ta vẫn luôn bên cạnh nhau. Và anh muốn bước đi cùng em đến một ngày em nói đồng ý thì anh sẽ rước em về ngay. Và anh muốn lúc bây giờ đây có thể ôm em trong tay, và người yêu ơi em đâu hay, anh ước mong chỉ có thế này. Một vợ hai con, ba lầu và bốn bánh, đến khi ngày tóc đã bạc trắng ta vẫn luôn thấy yêu đời. Dưa lời hát vang mừng ta hạnh phúc, lòng vui lắm em biết không em. Hôm nay anh đã là chú rể, được yêu em và được em yêu, còn gì vui bằng. Nhiều năm qua anh đã ước ao có ai kề bên, cùng chia nhau ngọt bùi đắng cay buồn vui cuộc sống. Và em đến như nắng lung linh, em đã cho tim anh rung động, em xua tan những ngày buồn chán cô đơn của anh. Ngày hôm nay anh là chú rể sẽ đeo cho em chiếc nhẫn chân thành, ước mong rằng hai chúng ta không thể xa cách. Hãy cho anh những ngày hạnh phúc và những đứa nhóc bé à nói cười dưới ngôi nhà nhỏ xinh của hai chúng ta. Ngày hôm nay anh là chú rể khẽ hôn đôi môi ấm áp em cười giữa bao người đang chúc cho ta ngày hạnh phúc. Cảm ơn em đã là cô dâu, và cảm ơn em vẫn luôn bên cạnh, cầm tay anh đi chung đến cuối cuộc đời. Buồn chán cô đơn của anh.
Ngày hôm nay anh là chú rể sẽ đeo cho em chiếc nhẫn chân thành, ước mong rằng hai chúng ta không thể xa cách. Hãy cho anh những ngày hạnh phúc và những đứa nhóc ê à nói cười dưới ngôi nhà nhỏ xinh của hai chúng ta. Ngày hôm nay anh là chú rể khẽ hôn đôi môi ấm áp em cười giữa bao người đang chúc cho ta ngày hạnh phúc. Cảm ơn em đã là cô dâu và cảm ơn em vẫn luôn bên cạnh cầm tay anh đi chung đến cuối cuộc đời. Cảm ơn em đã là cô dâu và cảm ơn em vẫn luôn bên cạnh cầm tay anh đi chung đến cuối cuộc đời. Cầm tay anh đi chung đến cuối cuộc đời.
đình tốt quen nhỏ nhỏ thông thương gia. Thưa tất cả quý vị, theo cái tiền đình thì hai bên gia đình đã thống nhất chọn hôm nay ngày lành tháng tốt ngày 28 tháng 1 năm 2022, cũng tức là ngày 26 tháng 2 năm Tân Sửu, và được sự cho phép của địa phương và sự thống nhất của hai bên gia đình, hôm nay hai bên gia đình long trọng tổ chức buổi lễ phú quy thành hôn cho Thân Thúy và Đình Huy. Xin thưa với lại tất cả quý vị đã đến giờ, và họ nhà trai cũng đã trình giờ, cũng đã đưa lễ đến để trình lễ trong cái buổi lễ hôm nay, cho phép tôi thay mặt cho họ nhà gái kính gửi đến họ nhà trai và tất cả quý vị trong hôn trường hôm nay lời chúc luôn mạnh khỏe, lời chào trân trọng, xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị, đã đến giờ làm lễ, cho phép tôi xin trân trọng kính mời đại diện họ nhà trai phát biểu ý kiến và trình lễ. Xin trân trọng kính mời. Xin phép nhà gái xin trình lễ để thì báo cáo hai bên gia đình, báo cáo tất cả bốn bên đều đỏ hôm nay được sự thống nhất của hai bên gia đình, họ nhà trai chúng tôi đi đến đây để mà trình cái lễ kính lâu và kính lâu. Thì qua những sự việc hai bên gia đình đã thống nhất, chúng tôi đi theo cái tinh thần ở đây về cái kính lâu là có cái mặt lễ đăng và người nào có trong một đó chỉ thì thống nhất các tụi nó chung một cái tinh thần để bà con nội tọa bốn bên cùng rõ cái tinh thần. Thì các những cái bờ sòn ở đây như bà con chúng ta đã chứng kiến cái những cái việc gia đình đã là thống nhất với cái tinh thần rất còn để mà xây dựng con gái. Cái gì thay mặt của họ nhà trai xin trình lễ thì mời chủ gia đình họ nhà gái để mà họ nhà gái xin trân trọng kính mời đại diện bên họ nhà gái có cái lời phát biểu tâm tình. Kính thưa nồng nội nồng nhà trai, kính thưa nồng nội nồng nhà gái, hôm nay ngày lành tháng tốt thì được sự cả hai bên cùng thống nhất thì nhà trai đến đây trình lễ, trong đó có cái lễ của Việt Nam và của đàn trai thì đàn đại diện đàn nhà gái tham gia cái sinh nhật nhận cái lễ này, và lễ này thì cũng họ đã ký với gia đình rồi sẽ có lễ này thì rất là tôn lễ nhà hai cha con thì nhận nhà gái thì cũng nhận lễ cho em ơi anh rất muốn qua mình cùng thờ với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương trong một mái nhà, cô bác thôn làng ta hai xa quyến vui cười thiên tha, rộn ràng châu cao tươi kết duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa, đồng lòng đồng em ơi.
nỗi tâm tư anh đây muốn nói, nhưng lo vì nàng thèm ngẹn ngùng. Nàng đã mang cho anh tất cả bao hạnh phúc, anh mong gì hơn ước mong trong đời luôn có em. Người em yêu hỡi có phải không, đời anh trong trái tim yêu em dài lâu. Thương nhưng vì gia đình xa xôi nên
không có thể về để tặng quà trực tiếp cho cô dâu và chú rể. Qua cái kênh thông tin thì được biết những anh em ở Sài Gòn, ở California cũng có gửi quà sang thì bên tặng do điều kiện như thế. Thì cho phép tôi đại diện cho phía bên gia đình họ nhà gái xin chân thành cảm ơn những cái tấm lòng tình thương của mẹ, của cô dì chú bác anh chị bên nội bên ngoài thông thu gia bên họ nhà gái đã đem hết tình hết nghĩa bằng tấm lòng vàng và tình thương mến thương đến với cô dâu chú rể ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn quý vị cho một tràng pháo tay. Anh sẽ ngỏ lời hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu lắm kẻ gièm pha. Ôi à à à, hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu sợ ta lỡ mất duyên chung một nhà. Hai bên gia đình, hai bên gia đình cũng rất ân tình, cũng rất ân tình, cho nên đôi mình thưa ba má em cho mình mà em biết đâu sớm mai thức dậy nhìn thấy nhau cất lên tiếng gọi mình ơi. Nghĩ thôi cũng vui, có em là nhất rồi, thế nên sớm thôi anh sẽ ngỏ lời hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu làm kẻ gièm pha. Có thời gian thực hiện về nghi thức lễ, cho phép tôi đại diện cho phía họ nhà gái kính gửi đến họ nhà trai quý ông quý bà quý anh quý chị cô dì hậu đời cũng như thân thân gia đã dành cái thời gian vàng ngọc đến để làm lễ chúc phúc cho hai con chúng ta hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn. Từ lâu lòng tôi thầm thương cô gái bên sông, nhà em gần ngay làng bên cách mấy xóm nghèo. Ngày xưa thường qua nhà nhau nhảy múa tung tăng, tình yêu trẻ con hồn nhiên ta không biết gì. Thời gian dần trôi thật nhanh thấm thoát thôi đưa, còn đâu ngày xưa bình yên giống trời tháng ngày. Giờ em càng lớn càng xinh mắt biết long lanh, mẹ cha thường hay cho đời lắm sóng gió mình cùng nhau dẫn tay qua. Ngày mai mình cưới nhau đi, ta xin thêm anh nhóc thì một gia đình nhỏ ấm áp cần gì hạnh phúc đâu xa. Ngày mai mình cưới nhau
dù có hoa đã thì tình ta chẳng thôi phai. Thành thị có bao nhiêu cô anh vẫn không hề lấy động, vì lòng này đã chốt thương người đã khiến anh thầm say mộng. Ta bên nhau từ thổ bé tháng ngày cho anh thầm thương em nít na và dịu hiền hay quá nhà chơi và thường thấm. Thường chiếc áo bà ba, câu hỏi em hát bên sông, không đâu đẹp bằng quê ta, có đất trời dòng sông mênh mông. Có cô thôn nữ dịu hiền, một mặt trần phấn son, nét dẫn đơn với tạo nâu cho anh thương cả hương tóc mà non. Anh chẳng ngại vượt mấy con sông đến bên em dù gần dù xa. Miền Tây sông nước mênh mông, tình người mặn nồng trên đất phù sa. Đám cưới miền Tây rộn vang tiếng hát, hạnh phúc không khó đâu. Đời sẽ đẹp hơn biết mấy khi thanh xuân mình có nhau. Miền Tây bao la cánh cò, em bên sông non lá đợi nghiêng. Anh thương cô gái thôn quê thời một dạ trong bội duyên. Ngọt ngào em cắt dòng hò quê miền Tây kết trái đơm hoa. Chỉ cần cha mẹ đồng ý em về làm dâu nhà anh nha. Trôi thật nhanh, thấm thoát thôi. Còn đâu ngày xưa bình yên dấu chơi tháng ngày, giờ em càng lớn càng xinh mắt biết lâu ngày. Mẹ cha thường hay bảo em bên tôi lấy chồng, ngày mai mình cưới nhau đi, chốc quê ta nức tiếng cười, người đi đầu xóm cuối xóm rộn ràng đám cưới bên sông. Ngày mai mình cưới nhau đi, ta bên nhau đến suốt đời, mặc cho đời lắm sóng gió mình cùng nhau dẫn tay qua. Ngày mai mình cưới nhau đi, ta sinh thêm mấy nhóc thì một gia đình nhỏ ấm áp, cần gì hạnh phúc đâu xa. Ngày mai mình cưới nhau đi, ta yêu thương đến lúc già, biển xanh dù có hoa đá thì tình ta chẳng vội phai. Ngày mai mình cưới nhau đi, quê miền Tây rộn vang tiếng cười, bà con cô bác chúc phúc cho đôi vợ chồng mình trăm năm. Đám cưới miệt vườn, ước dâu bằng thềm ghe, mái nhà tranh hoa quả thêm vàng hạnh phúc khi dòng đầy bông trang. Em xinh đẹp phải tạo cưới, anh phết đen tay em cầm bông, ta bên nhau phải bao hạnh phúc mà bao người thầm mong. Vợ anh là cô vợ hiền, một mặt chẳng kêu xa, hãy tin anh là nơi tin cậy, ba anh chẳng biết nói lời điên hoa. Cưới nhà về anh lo ruộng cấy, em đã việc nhà và chăm con, áo lót vai có em may vá, bữa cơm em nấu thì càng ngon. Mười lời hứa không bằng thực hiện, mãi bên em đến bạc đầu, màu hạnh phúc cùng vẽ tô tình cảm chẳng bao giờ nhạt màu. Mỗi tối ta ở cạnh nhau, lấy tay anh em gối đầu, mái nhà tranh hoa quả thêm vàng chẳng mơ cao sang mấy tầng lầu. Đời ta khi có nhau thì dòng đời đầy êm mã, chân thành anh gửi em xin trân trọng đừng đem trả. Mình cưới nhau đi. Tươi tốt xum xuê
con già. Ông xã cũng về theo anh nha. Xuân này anh hết ghẹo người dân, hát câu tỏ tình rước nàng về dinh. Về dinh đám cưới linh đình, vui quá miệt vườn đưa rước lắm xuồng ghe. Còn đây lắc lẻo cậu tre, ai hát câu về anh cộng em nghe. Còn đây lắc lẻo cậu tre, ai hát câu về anh cộng em nghe. Điều này đã được ba mẹ thấu hiểu và chọn vào hôm nay là ngày lành để phát thực cho hai em đơn duyên. Và trên đây là phần nghi thức lễ. Phần lễ đầu tiên thì ngay lúc bây giờ xin phép hân hạnh chào đón lời giới hảo cao quý đến từ gia đình họ đàn gái. Và đón hân hạnh đàn trai, vẫn thưa và đón hân hạnh đàn gái. Ở đây hôm nay là để thành công và hai cháu. Và gia đình đàn gái thì có cái hôn vừa đến chúng mình tìm một quà, có cái cây
Mời cô ba. Quý vị chúng ta có tên
động vừa đến vào đây cho quý vị nha. Mời chú Diệu, chú Thiên. Nếu quý vị đang có vui lòng đứng lặng của quý vị cũng sẽ và nhìn lại phía bên dưới thì hôm nay tôi sẽ có sự tham dự của nhà quay phim và những bạn gia khi ta hết sức cảm tác chúng tôi. Cảm ơn. Xuyên đầu quên đi những cơn sầu, cầm tay ta hát câu yêu đời cha cha cha. Nhạc đã trỗi lên rồi cha cha cha. Cô bốn. Cô ba thích khách thì tự có một cái để cô ba. Và còn qua cô ăn chỉ thêm của cái đình cô bốn. Cô bốn không mời cô bốn quên này. Cha cha cha. Cô bốn đưa tay ra nhé. Đúng rồi, nhạc quà đi. Ngày mới hoa tươi về reo khắp nơi, ngày vui hương hoa về hôn lứa đôi, hạnh phúc ấm áp trên miền bình yên cho đôi. Rồi mỗi người một bên nhá. Rồi hai cha nhìn máy. Ở phòng đó cô Châu chủ khỉ. Mời cô Châu. Mời hôm qua của ông bà Bảy. Rồi chú ơi. Dạ. Mời hôm qua của ông Ngoại Tư. Chú Cường Thịnh. Mời hôm qua của ông Ngoại Tư. Chú Cường Thịnh. Mời hoàng quà của ông Ngoại Quý. Dạ bà Ngoại ơi. Một ca khúc trữ tình cha cha cha, dành cho lứa đôi mình cha cha cha. Bên giây phút tương phùng luôn mãi mãi không cùng. Mời hoàng quà của ông Ngoại Quý. Tú, các cậu chúng ta vui lòng hò ngày người qua đây bác là gì vậy? Giao giao cho tôi tên là và giờ nhớ. Dạ còn anh, cổ canh, cổ túng. Dạ rồi xong ạ. Rồi mời các bạn đang đi bắt. 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 Mời mời hoàng quà của dì Ả. Dì Ả. Mời hoàng quà của dì Lan, Thuận và Thảo. Đây cậu anh đó. Đây cậu anh xanh. Đây cậu anh đó. Đây cậu anh đó. Đây cậu anh đó. Thưa quý ông, quý bà, quý anh chị,
cô dì chú bác cậu thầy, kính thưa hai bên gia đình bố cây đồ hòa không thu gia, thưa tất cả quý vị, kính thưa quý vị, như quý vị đã biết từ 7 giờ cho đến giờ là họ là trai chúng ta đến họ là gái thực kỳ về cái nghi thức lễ cổ truyền phong tục tập quán của người Việt là rất cao, và đã đến giờ thì họ nhà trai thì cũng làm cái lễ có gia tiên ông bà theo cái quy định và thủ tục tập quán của Việt Nam. Kính thưa tất cả quý vị, trước hết là cho phép tôi trân trọng cảm ơn họ nhà trai đã dành cái thời gian và đã làm nghi thức lễ hết sức là đạt, cho phép tôi được xin trình làm giới thiệu đây là mẹ của cô dâu. Kính thưa tất cả quý vị, có thể đó là bây giờ đang thấy còn đưa dâu đó thì rất nhiều cô dì chú bác, nhưng mà cho phép tôi là xin nhắc lại không biết được hết bởi vì do cái khoảng thời gian. Thưa với tất cả quý vị, trong cái quá trình tìm hiểu của hai con tâm đầu ý hợp được sự cho phép của gia đình và chính quyền địa phương, hôm nay hai bên gia đình đang làm tổ chức lễ thành hôn của hai con. Sang bên cạnh có đó thể rằng con gái cháu gái mới về làm nhà chồng bao nhiêu gì trang trở, và có thể rằng bước lỡ nở bước về nhà chồng. Cho phép tôi đại diện với nhà gái kính gửi đến bố mẹ của chú rể cũng như bà con nội ngoại bên họ nhà trai lời cảm thông, lời chia sẻ với người con dâu mới bước về nhà chồng. Tất nhiên không có thể không thể gì thứ đó, nên là có cái gì đó trong quá trình con gái và cháu gái của bên họ hoặc là nhà gái gọi là cái nữ đồng về làm dâu là chồng, thì mang ra tất cả quý vị dành nhiều thời gian cũng như những cái lời ưu ái chăm chút chỉ bảo cho con cháu phía bên nhà con dâu. Một lần nữa có thể nói rằng thời gian năm 2022 chúng ta đang làm tỏa ra công tác và Tết cổ truyền là cận kề của chúng ta. Ở ngoài kia thì pháo hoa rực rỡ, trong là người chúng ta ngồi đây cũng đều mừng rỡ có cô dâu chú rể, nên hôm nay cho phép tôi được một lời gửi gắm tất cả cái tình thương của họ nhà gái cũng như cô dâu đến với là họ nhà trai. Xin phép được kính chúc tất cả quý vị ông bà anh chị cô bác cô dì và hai bên gia đình bố tên bà ngò thông thương gia luôn luôn mạnh khỏe. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn, xin chúc mừng gia đình hai bên và chúc mừng cho hai em một lần nữa. Phần hai đó là phần thiền hoa. Cảm ơn, bây giờ xin mời quý vị chúng ta thư giãn trong nhà lắm. Em nói sẽ chỉ yêu mình anh, cuộc sống trong anh đổi thay bỗng nhiên đẹp sao. Được bên em yêu em đắm say trong hạnh phúc là một ước mơ bao nhiêu lâu anh thầm mong. Vì mình sinh ra là dành cho nhau, tìm cả thế giới chẳng có ai yêu em bằng anh. Hãy vượt qua mọi buồn vui khó khăn có nhau ngày sau. Người yêu ơi anh luôn cần em, thương em yêu em rất nhiều, chỉ cần thấy em trong anh hạnh phúc lắm rồi. Trên trái đất này sẽ chẳng có ai yêu em bằng anh, vì tình yêu anh cho em lớn hơn cả đại dương. Người yêu ơi anh luôn cần em, thương em yêu em rất nhiều, bằng lòng với anh em sẽ có tất cả niềm vui. Hãy cứ để anh chăm sóc em như thế này nhé, trọn đời suốt kiếp anh sẽ mãi yêu mình em. Ở giờ phút này
thì quan khách đã đến khá đông đủ. Xin phép thay lời gia đình mổ giả bàn bây giờ để có sự đông đủ cùng gác lại tất cả câu chuyện nhỏ hứa. Được bắt đầu. Quý ông bà, quan viên đại họ, quý anh quý chị cũng như là quý quan viên, cũng như tất cả người thân thương đã có mặt trực tiếp trong buổi hôm nay và đến đây với một lý do duy nhất, đó là sẽ chúc phúc cho Đinh Phi và Thanh Thúy đẹp cầu lạc phụng đẹp lòng cúc mai. Với một không gian ngập tràn tình cảm như thế này trong ngày vui ngày lập đời của hai em trên sân khấu, xin phép hai bên gia đình cùng với cô dâu chú rể gửi đến quý vị lời chúc mừng sức khỏe cho Thanh Thúy và nồng nhiệt cùng chào mừng. Và bây giờ thì chắc chắn là ngồi sự chờ đợi của chúng tôi thì quý vị đang nồng nóng, đang chờ đợi, đó là cô dâu chú rể. Nào, hai em cùng tiến về sân khấu. Những bước đi của ngày chung đơn, điểm nhấn hạnh phúc trên sân khấu này là nơi cực kỳ của cô dâu và chú rể. Ta ban tặng cho công gian ngày hôm nay sự ấm áp. Và trên sân khấu này, chúng tôi nhìn thấy đây là khoảnh khắc rất ấm áp của tình yêu nảy nở nên duyên, đã mở cánh cửa hạnh phúc được mang tên chú rể Đinh Phi và cô dâu Thanh Thúy. Và giờ phút này xin mời tất cả quý vị đang hiện diện tại đây hãy dành cho hai em nào một tràng pháo tay cùng sung mừng. Quý vị thân mến, tất là lửa tình yêu được thắp lên nồng nàn để cùng tô điểm cho ngày chung đôi, ngày hạnh phúc. Cùng chúc mừng những cô dâu và chú rể đẹp con lạc phụng, đẹp lòng trúc mai. Quá tuyệt vời, hết sức rạng ngời. Xin phép được nhắc đến một niềm vui nữa, được đông đầy hơn, được trọn vẹn hơn. Thưa quý vị, không ai khác, đó là niềm vui đến từ những bậc làm cha làm mẹ, là những người rất là quan trọng với hai em. Với người đó thì bây giờ về phía đại diện gia đình nhà trai bên phía chú rể Đinh Phi, chúng tôi xin được chào đón sự hiện diện của bên thứ nhất đến từ ông bà trưởng hôn họ nàng trai. Xin được chào đón ba, chào đón mẹ của chú rể. Xin mời ba mẹ chú rể vui lòng tiếp nhận chương trình sân khấu. Nào xin mời mẹ. Quý vị thân mến, và tình cảm là điều chia sẻ mà quý vị vừa cảm nhận và sẽ được lắng nghe trên sân khấu. Điều này sẽ được thể hiện qua lời phát biểu, lời cảm ơn, lời chia sẻ không bao cát đến từ chủ hôn, đó là ba chú rể. Mà phép thay lời gia đình gửi đến quý vị đôi lời cảm ơn trong ngày vui của hai con. Xin mời ba. Kính thưa ban tổ chức, kính thưa ông bà nội ngoại, cô dì chú bác của hai bên gia đình, đàn trai đàn gái đã đến cùng vui lễ thành hôn của hai con chúng tôi. Tôi không gì hơn xin cảm ơn tất cả ông bà nội ngoại, cô dì chú bác của hai bên gia đình, đàn trai và đàn gái một lời tức rất kỳ chân thành và xin cảm ơn và chúc cho các ông bà cô bác anh chị em bạn bè ngon miệng. Xin rằng cảm ơn. Xin cảm ơn dĩ dàng vỗ tay ngắn gọn qua từ cảm ơn, chắc chắn rằng quý vị lắng nghe và đã đồng hành và cảm nhận. Xin cảm ơn và khi đã mời đại gia đình đến đây, xin mời ba mẹ hãy ở lại sân khấu này. Thì đạo diễn đã dành cho em những điểm nhấn khá lãng mạn. Không quên mời gia đình hai bên ở nguyên vị trí. Chị riêng của dâu chú rể giờ phút này hãy mỉm cười, đầu tiên là cùng rẽ trái, hãy cùng tiến lại thắp bánh hạnh phúc của dâu đặt hoa cưới trước bàn với tình nồng, chúc cho đôi bạn đẹp nghĩa tân hồng chúc mai. Quá tuyệt vời. Nào, hãy cùng đến với tập bình cứu thứ hai lãng mạn ngập tràn và đầy sự chia sẻ. Và bây giờ hãy cùng tiếp tục rẽ phải trở lại với thắp rượu hạnh phúc. Mời cô dâu tiến bước trở lại hành lang cánh phải gần hơn với tháp rượu sâm banh và chú rể sẽ lựa chọn cho mình chai rượu sâm banh lớn nhất cuộc đời. Nào xin mời chú rể chọn cho mình chai rượu sâm banh lớn nhất. Rung thật mạnh, rung mạnh lên, rung mạnh lên. Rồi mở khóa an toàn trước nắp cổ chai. Bên cạnh cô dâu nở nụ cười thật tươi. Bây giờ sẽ nào, rồi đẩy mạnh tay lên, đưa thật cao đẩy mạnh tay. Quý vị ủng hộ một tràng pháo tay thật lớn để rượu xung quanh ngày cưới nồng nàn được không ạ? À?
đường xung quanh đã nổ một tràng pháo tay thật lớn thật kia nào quý vị ơi. Nào hỡi vòng tay ấm áp và những nụ cười của ngày viên mãn, ngày hạnh phúc, ngày lọc đời. Rượu xung quanh đã được khơi, lửa tình yêu lại thắp lên. Mọi khung cảnh tạo nên một bức tranh hoàn hảo, lãng mạn và tô điểm cho ngày hạnh phúc của Đình Phi và Thành Mỹ. Quá tuyệt vời. Thế đội xung quanh đầu tiên đã đổ khá lớn, rất nhiều camera đang ghi hình, rất nhiều ánh mắt và tràng pháo tay vang lên. Còn bây giờ sẽ đến với tập bánh cứng thứ hai. Bây giờ xin mời chú rể chúng ta cùng đến với chai rượu sinh mạch thứ hai. Chai đầu tiên là đủ khá lớn thì bây giờ nào là chai rượu sinh mạch thứ hai. Vẫn là bàn tay đỉnh đạt của chú rể, vẫn là nụ cười khích lệ của cô dâu. Và câu trả lời với chai rượu sinh mạch thứ hai này sẽ như thế nào? Hiện tại bây giờ có 12 camera, 4 góc độ đang theo dõi. Chúng ta sẽ có những thức phim thật đẹp trong ngày lập đời này. Nào xin mời chú rể. Wow, quá tuyệt vời. Với chai rượu sinh mạch thứ hai này, đây là lúc mà chúng tôi xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất, chúc cho cô dâu chú rể mãi mãi rực rỡ tương lai, chúc cho bạn được gái sắc đại tài luôn và mãi thành danh. Và đây cũng là lúc mà khu ẩm thực những cô gái chàng trai phục vụ quý vị của phần ẩm thực văn hóa. Chúc quý vị sẽ có những phút thật là vui vẻ ngon miệng. Và sau khi thực hiện những ngàn cặp xúc đã xong, mời hai em vui lòng trở lại vị trí ở giữa không gian hạnh phúc này. Bây giờ xin mời cô dâu bước gần lại với mẹ, của mẹ chú rể. Đầu tiên là hai ly dành cho em, hai ly dành cho em trên sân khấu, hai ly nữa sẽ dành cho cô dâu. Bây giờ xin mời hai em lưu ý ở ngay vị trí cô dâu, xoay nhẹ bên phía mẹ, chú rể xoay nhẹ. Con xin được mời dượng, mời ba, con xin được mời hai mẹ. Cảm ơn ba mẹ đã sinh thành, dưỡng dục, yêu thương và tác hợp cho hai con. Tiếp tục và hai ly nữa dành cho hai nhân vật chính nào. Bây giờ xin mời hai em và hoa cưới chắc chắn là chúng tôi gửi lại cho cô dâu. Và hai em cùng đối mặt lại nào. Bây giờ chúng để cùng đối mặt lại, cùng đan tay, cùng đan tay vào nhau, cùng đan tay vào nhau. Rồi ở ngay vị trí chữ, cảm ơn âm nhạc rất nhiều. Nào bây giờ tất cả camera, mọi góc độ yêu thương và những bàn quý vị mẫu gia bàn nào, nước ngọt và bia cũng được, giơ cao ly lên, hô hai ba với chúng tôi được không quý vị? Nào cùng đón lấy khúc super, 1, 2, 3, đón lấy khúc super. Wow, quá tuyệt vời, rất là vui. Rồi xin mời bác ba và dượng cùng ly, mời hai mẹ cùng ly. Chúc cho Suya bình vững đời đời, chúc cho cô dâu và chú rể mãi mãi ngày nào cũng là ngày hạnh phúc. Quá nhiều, quá tuyệt vời. Phần lễ đã xong, bây giờ xin mời gia đình hai bên trở lại phía bên dưới. Xin mời. Mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng. Mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè. Bà con ơi, nâng ly lên nè, vui cùng cô dâu chú rể mới nè. Ok, 1, 2, 3, vô. Uống vui vẻ nha, uống say mà không được xỉn nha, nhớ đó nha. Ok. Cùng nâng ly
mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly.
Tôi xin được mời giọng ca của thím chú rể. Nếu quý vị ủng hộ giọng ca nữ vừa rồi thì bây giờ hãy ủng hộ cho thím chú rể nào. Một tràng vỗ tay thật lớn thật kê nào quý vị ơi. Và bây giờ xin được chào đón giọng ca nữ thím của chú rể. À, hôm nay là ngày vui của hai cháu. Thím chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc. Vui chương trình là em xin hát một bài hát là sẽ biết.
Sân khấu. Và vâng, còn giọng ca nào nữa không ạ? Bên phía nhà trai nhà gái chúng ta hãy cùng mạnh mẽ đăng ký bài hát để chúng tôi sẽ cập nhật danh sách để tiếp tục mời quý vị sân khấu này. Bên phía nhà gái chúng tôi vẫn ưu tiên cho họ nhà gái. Dạ. Bên nhà gái chúng ta có ai có nhảy chúng ta có hát hay của chúng mình tiếp bình sân khấu này để chúng tôi sẽ tiếp nhận và gọi mời bắt tín hiệu để mời quý vị tiếp bình sân khấu. Rồi xin mời bà con hai bên gia đình, bốn bên mời hội người thông thu gia, bà con sống gì gần, bạn bè thân hữu gần xa. Thưa với tất cả quý vị, có thể nói rằng từ sáng đến giờ về nghi thức lễ ở họ nhà gái sang bên họ nhà trai tổ chức hết sức long trọng, và nhất là trong cái buổi thiệt trà hôm nay, nhà gái nhà trai đã dành một cái thời gian nồng nhiệt đối với nhà gái. Nhưng mà do qua quá trình thời gian về nghi thức lễ cho phép tôi thay mặt cho họ nhà gái kính gửi đến tất cả quý vị quan khách, bà con hai bên gia đình, bốn bên nội ngoại của bà con xóm giàng, bạn bè thân hữu gần xa trong hôn trường sáng hôm nay, lời chúc luôn mạnh khỏe. Thưa tất cả quý vị, có thể nói rằng tí nữa là họ nhà gái chúng tôi sẽ xin phép họ nhà trai, gia đình họ nhà trai sẽ về trở lại phía bên nhà gái, xong bên cạnh cũng sẽ nói rằng không thể bắt tay
tất cả quý vị được. Nên cho phép tôi thay lời cảm ơn, kính chào tất cả quý vị quan khách cũng như bà con nội ngoại xóm làng và bạn bè thân hữu gần xa. Thưa tất cả quý vị, cho phép tôi trước khi mà họ nhà gái ra về thì cho phép tôi được hát tặng với Hồng Trường hôm nay một ca khúc Một Đời Người Một Rừng Cây của Trần Lâm Ảnh. Thank you.
xin mời tiếp tục mời bạn sang. Mời bạn sang vui lòng tiếp về sân khấu. Các cô lại đây. Cà phê sáng với tôi được không? Chơi vơi qua ngày đông, sao thấy cô đơn và lòng. Đẹp mời đã đủ chưa? Ngồi đây hôn với tôi vài ly. Say thì cứ say, yêu thì bỏ đi. Đôi khi ta gặp nhau để tay nhau. Tình yêu có bao giờ đổi thay, và em vẫn nhớ hương ngọc lan.
tiên